Một buổi huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở lữ đoàn 680 đúng giờ dê theo kế hoạch. Sau khi có lệnh báo động toàn đơn vị chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, các thành phần được triệu tập có mặt tại sở chỉ huy để nhận lệnh, hội ý và triển khai nhiệm vụ rất nhanh chóng. Tất cả các nội dung, đề mục chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đều được cán bộ, chiến sĩ của đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch, thời gian. Sau khi các cơ quan, đơn vị báo cáo các mặt công tác, chuẩn bị và đề xuất các phương án xử lý trong quá trình huấn luyện, chỉ huy lữ đoàn đã lệnh cho một bộ phận hành quân di chuyển ra thực địa theo kế hoạch. Nhận lệnh, bộ phận này lập tức đã triệu tập đầy đủ các thành phần, phổ biến mệnh lệnh hành quân và tiến hành hành quân ra trận địa. Để có các bước huấn luyện thành thạo như thế này, trong những năm qua, lữ đoàn đã chú trọng phân chia các nhóm để tổ chức huấn luyện. Cái khâu đột phá trong huấn luyện trong năm 2018, chúng tôi thực hiện hai khâu đột phá. Khâu đột phá thứ nhất là tập trung huấn luyện cơ bản và làm chủ cho đội ngũ trắc thủ, đặc biệt là đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp, nhất là đối với các quân nhân chuyên nghiệp dưới 5 năm và đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp mới đảm nhiệm vị trí, mới đảm nhiệm chức trách. Còn lại các đối tượng từ trên 10 năm, chúng tôi tổ chức huấn luyện chuyên sâu để hình thành kỹ năng kỹ xảo trong khai thác và sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, kết hợp với đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện của đội ngũ cán bộ ngành phân đội. Chính nhờ phân chia đối tượng để tổ chức huấn luyện nên đội hỏa lực của lữ đoàn đã đạt danh hiệu đội thuộc lữ đoàn tên lửa bờ tiêu biểu xuất sắc nhất quân chủng hải quân năm 2017. Các buổi huấn luyện công kích tên lửa của kíp xe bệ đội hỏa lực đều đặt ra mục tiêu đối với chuyên ngành tên lửa là giỏi chức trách của mình, nắm và sẵn sàng thay thế từ 1 đến 2 chức trách trong kíp chiến đấu. Quá trình huấn luyện, chúng tôi áp dụng phương pháp cầm tay chỉ việc, lấy những đồng chí lâu năm có nhiều kinh nghiệm để huấn luyện cho các đồng chí mới đảm nhiệm chức trách của mình, qua đó từng bước nâng cao cái chất lượng huấn luyện tại đơn vị. Từ những giải pháp hữu hiệu trong huấn luyện nên khi thực hiện nhiệm vụ bắn tên lửa năm 2017, lữ đoàn 680 đã thực hành bắn tên lửa trúng mục tiêu, bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,